Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh thân mến. Hôm nay thầy thay mặt nhóm toán 6 gửi các em phần ôn tập kiểm tra đánh giá học kỳ 2. Ta bắt đầu vào bài 1, thực hiện phép tính gồm 4 câu A, B, C, D như trên màn hình. Các con có thể dừng màn hình lại và tự làm bài vào trong vở. Làm xong, các con kiểm tra lại kết quả trên video xem đúng hay sai. Các con làm bài xong chưa? Ta xong bài giải câu A. 2 phần 3 trừ đi 3 phần 5 cộng 2 phần 15, đây là cộng 3 phân số 0 của mẫu. Đầu tiên ta quy đồng lên, sẽ học 10 phần 15 trừ đi 9 phần 15 cộng 2 phần 15. Làm từ trái qua phải, kết quả bằng 1 phần 15 cộng 2 phần 15. Kết quả bằng 3 phần 15 và rút gọn thành 1 phần 5. Câu B, mở ngoặc 3 phần 2 trừ 1 phần 4. Đóng ngoặc nhân 4 phần 15 cộng 2 phần 3. Ở đây phép có phép tính trừ, phép tính nhân, có phép tính cộng. Nhưng có ngoặc thì ta phải ưu tiên làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Đáp án 3 phần mở ngoặc 3 phần 2 trừ 1 phần 4. Đóng ngoặc nhân cho 4 phần 15 cộng 2 phần 3 bằng 6 phần 4 trừ 1 phần 4. Đóng ngoặc nhân với 4 phần 15 không làm gì hạ xuống, cộng 2 phần 3 không làm gì hạ xuống. Ta làm trong ngoặc trước, kết quả bằng 5 phần 4 nhân cho 4 phần 15 cộng 2 phần 3 bằng 1 phần 3 cộng 2 phần 3 bằng 3 phần 3, rút gọn luôn bằng 1. Câu C, 7 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 cộng 8 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13. Có phép tính nhân và phép tính cộng, ta làm nhân chia trước cộng trừ sau. Nhưng bài này đặc biệt hơn, ta phát hiện ra có trừ 6 phần 13 giống nhau ở hai phép tính nhân. Vậy ta có thể thực hiện phép tính nhanh. Đáp án 7 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 cộng 8 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 bằng trừ 6 phần 13 nhân mở ngoặc 7 phần 15 cộng 8 phần 15 đóng ngoặc bằng trừ 6 phần 13 nhân cho 1 bằng trừ 6 phần 13. Câu D, 1 phần 2 cộng 25% trừ đi 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3. Ta thấy bài này gồm có phép tính cộng, phép tính trừ và phép tính nhân. Và có cần ta phải cần đổi các phép tính hỗn số và phần trăm ra phân số để tính. Ta làm nhân chia trước cộng trừ sau, nhưng phép tính đổi ra hỗn số và phần trăm ra phân số thì không ảnh hưởng gì đến kết quả của phép tính. Nên ta làm đồng thời. 1 phần 2 cộng 25% trừ đi gì? 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3. Kết quả bằng đổi hỗn số 1 phần 2 ra bằng 3 phần 2. Đổi 25% ra thành 1 phần 4. Rồi 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3 bằng 1 phần 12. Ta hạ xuống. Kết quả bằng 3 phần 2 cộng với 1 phần 4 trừ đi 1 phần 12. Cộng 3 phân số không cùng mẫu. Ta quy đồng cả 3 phân số bằng 18 phần 12 cộng 3 phần 12 trừ 1 phần 12. Mẫu 12 ta giữ nguyên, ta lấy 18 cộng với 3 trừ đi 1 bằng 20. Kết quả bằng 20 phần 12 và rút gọn thành 5 phần 3. Ta sang bài 2 tìm x.
gồm 3 câu A, B, C. Các con có thể cho dừng video lại và tự làm ở trong vở. Làm xong các con cho video chạy tiếp xem kết quả. Con làm bài xong chưa? Ta vào bài giải của câu A. X trừ đi 3 phần 5 bằng 1 phần 15. X bằng 1 phần 15 cộng 3 phần 5. X bằng 1 phần 15 cộng với 9 phần 15. X bằng 10 phần 15 rút gọn thành 2 phần 3. Ở đây ta có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là gì? X là số bị trừ. Đằng trước dấu, đằng sau dấu trừ thì x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ. Hoặc ta hiểu theo là trừ 3 phần 5 ở bên phía tay trái dấu bằng thì ta chuyển sang vế tay phải với dấu bằng. Thì chuyển vế đổi dấu trừ 3 phần 5 chuyển thành cộng 3 phần 5. Câu B. 4 phần 5 nhân x cộng 1 phần 3 bằng 2 phần 5. Rồi ta có lời giải như sau. 4 phần 5x bằng 2 phần 5 trừ đi 1 phần 3. 4 phần 5x bằng 6 phần 15 trừ đi 5 phần 15. 4 phần 5x bằng 1 phần 15. X bằng 1 phần 15 chia cho 4 phần 5. X bằng 1 phần 15 nhân cho 5 phần 4. X bằng 1 phần 12. Câu C. X phần 7 bằng 4 phần 14. Ta nhìn thấy ở đây áp dụng thì tính chất hai phân số bằng nhau. Hai phân số bằng nhau thì tích chéo bằng nhau. X nhân 14 bằng 4 nhân cho 7. X nhân 14 bằng 28. X bằng 28 chia 14. X bằng 2. Bài 3. Trên tia AX lấy hai điểm B và C sao cho AB bằng 2 cm và AC bằng 4 cm. A tính BC. B điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC0 vì sao? C trên tia đối của AX lấy điểm Y sao cho A là trung điểm của IB tính IC. Bắt đầu chúng ta vẽ hình. Chúng ta vẽ một đoạn thẳng. Đánh dấu điểm đầu tiên là gốc A. Gốc A ở chỗ vị trí số 0. Để đo đoạn thẳng AB đã đếm đến 2 cm. Tiếp theo xác định điểm C. Từ A ta đếm đến 4 cm. Như vậy ta đã hoàn thành vẽ hình. Vì điểm B nằm giữa điểm A và điểm C nên ta có hai cách làm bài như sau. Đoạn thẳng AB cộng đoạn thẳng BC bằng đoạn thẳng lớn AC. Các con thay số và tính. 2 cộng BC bằng 4. BC bằng 4 trừ đi 2. BC bằng 2 cm. Ta có thể tính cách 2. Đoạn thẳng BC bằng đoạn thẳng AC trừ đoạn thẳng AB. Và con thay số và tính. Câu B. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC0 vì sao? Muốn là trung điểm của đoạn thẳng phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, điểm này có nằm giữa hai đầu của đoạn thẳng hay không? Thứ hai, điểm này có chia đoạn thẳng ra thành hai phần bằng nhau hay không? Ta thấy điểm B thỏa mãn cả hai điều kiện nên điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Ta giải bài như sau. Vì cộng dòng thứ nhất, điểm B nằm giữa điểm A và điểm C. Cộng dòng thứ hai, đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng BC bằng 2 cm. Nên B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
Câu C, trên tia đối của tia AX lấy điểm Y sao cho A là trung điểm của IB tính IC. Đầu tiên ta vẽ trên tia đối tia AX trước. AB ta bằng 2 cm nên ta sẽ lấy AI cũng bằng 2 cm. Ở câu C ta sẽ có hai cách giải bài. Cách 1. Vì điểm A là trung điểm của IB nên ta có IB sẽ bằng 2 nhân AB và bằng 4 cm. Vì điểm B nằm giữa I và C nên ta có đoạn thẳng IC sẽ bằng đoạn thẳng IB cộng BC. Tính ra IC sẽ bằng 6 cm. Cách 2. Ta sẽ tính đoạn thẳng IA trước. Vì A là trung điểm của IB nên ta có IA bằng AB bằng 2 cm. Vì điểm A nằm giữa I và C nên ta có đoạn thẳng IC sẽ bằng đoạn thẳng IA cộng đoạn thẳng AC. Và ta cũng tính ra đoạn thẳng IC bằng 6 cm. Bài 4, lớp 6A có 48 học sinh được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1 phần 6 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5 phần 8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình. Các con có thể tự làm bài. Rồi, các con làm xong chưa? Ta thấy ngay rằng gì? Số học sinh giỏi của lớp chiếm 1 phần 6 số học sinh cả lớp. Có nghĩa là gì? Số học sinh giỏi chiếm 1 phần 6 của 48 học sinh. Vậy ta tính được số học sinh giỏi. Số học sinh khá bằng 5 phần 8 số học sinh còn lại. Vậy ta sẽ gì? Tính số học sinh còn lại. Rồi gì? Sẽ là, số học sinh khá sẽ là 5 phần 8 của số học sinh đó. Số học sinh trung bình có thể là gì? Lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh giỏi trừ đi số học sinh khá. Bài giải như sau. Số học sinh giỏi của lớp 48 nhân cho 1 phần 6 bằng 8 học sinh. Số học sinh còn lại là 48 trừ đi 8 bằng 40 học sinh. Số học sinh khá của lớp lấy 40 nhân cho 5 phần 8 bằng 25 học sinh. Số học sinh trung bình lấy 48 trừ đi mở ngoặc 8 cộng với 25 bằng 15 học sinh. Lớp 6A có 15 học sinh trung bình. Bài 5. Một đoàn xiếc có 6 con khỉ chiếm 3 phần 7 tổng số con thú trong đoàn. Hỏi đoàn xiếc có tất cả bao nhiêu con thú các loại? Đây là bài toán thuộc bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Các con nhớ quy tắc. Muốn tìm một số biết m phần n của nó bằng a, ta tính a chia hết cho a chia cho m phần n. Bài giải như sau. Số con thú của đoàn xiếc có tất cả là ta lấy 6 chia cho 3 phần 7 bằng 6 nhân 7 phần 3 bằng 14 con thú. Kết luận, vậy đoàn xiếc có tất cả 14 con thú các loại. Bài 6. Mẹ bạn Mai vào siêu thị mua 4 kg cam và 3 kg táo. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, siêu thị có chương trình khuyến mại giảm giá 20% cho các sản phẩm cam và 15% cho các sản phẩm táo. Biết giá tiền ban đầu của 1 kg cam là 50.000 đồng và giá tiền ban đầu của 1 kg táo là 120.000 đồng. Hỏi số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả là bao nhiêu? Bài giải như sau. Số tiền mẹ bạn Mai mua cam sau khi được giảm giá là 4 nhân cho 50.000 đồng nhân cho 100% trừ 20%. Và kết quả là gì? 160.000 đồng. Số tiền mẹ bạn Mai mua táo khi được giảm giá là 3 nhân với 120.000 đồng nhân cho 100% trừ đi 15%. Kết quả bằng
306.000 đồng. Vậy số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả cho siêu thị là tăng đến 160.000 đồng cộng 306.000 đồng bằng 466.000 đồng. Bài giảng của thầy đến đây kết thúc. Chúc tất cả các học sinh khối 6 đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Thân ái chào các em.